Một cái các bác là cái con súp này nó chả đáng bao nhiêu tiền đâu bạn, có 800k một chiếc này thôi. Hôm nay em Tuấn thật là thích để trải nghiệm cho bác đây. Phải nói luôn là con này đánh phê lắm ạ. Em cho các bác nhìn này, em đánh một cái con Omni Mini chạy điện 12V. Con này chạy điện 12V 3A 3A nhé. Em đánh đường súp này vào cho bác đây. Con này các bác có thể chạy điện 12V ô tô cũng được này. Mà đánh con này nó phê lòi rồi. Nếu như các bác nào các bác muốn nghe cái chất âm con súp này, bác phải đeo tai nghe vào thì bác mới cảm nhận được. Em Tuấn test cho bác xem này. Sau đó em sẽ chuyển sang con Omni này. Đây là mấy con Omni Mini bằng cái bàn tay thôi nhé. Còn cho vào âm ly ô tô thoải mái hoặc là cho vào âm ly, ví dụ như bác nào mà đang có những chiếc đôi loa toàn giải hay những bộ dàn nghe nhạc nào loa đã kém, các bác có thể cấy trực tiếp con âm ly con súp này vào trong cái thùng loa của bác luôn, cấp trực tiếp tín hiệu cho em. Đây này, em cấp trực tiếp tín hiệu. Còn nếu bác nào mà muốn đánh nguyên giải súp thì bác sẽ đặt bớt tụ để cho nó đẩy nguyên giải súp cho bác. Đây, sau đây em đặt, em test cho bác này. Đấy, nhìn này. Phê không ạ? Đây, em cho rít rít lúc đầu này, nghe rít này, oánh phê lắm, ấm. Dừng nhé, em sẽ chuyển con này sang con đơn vị này cho bác xem, chuyển nhanh luôn. Em Tuấn chuyển nhanh cho bác sang con đơn vị này, nó vẫn là dòng âm ly mini đấy. Con đơn vị này nó gồm có bốn cửa loa cơ, các bác có thể cấy cửa loa con trên và cửa súp vào đây luôn được. Thấy chưa? Đây, em đánh con Lobby này nhé. Em đánh cái con này này. Này, vặn nhỏ này. Sẽ đổ thẳng trực tiếp vào những con loa nào chất bản kém, quên gập luôn, quên cho lỗ này ra ngoài. Yeah.
Con này có 800k, con súp bát 25 bác nhé, bát 25. Con này có ốc vít gầm này, vít này 1 2 3 4. Những cái điểm vít này các bác có thể vít thật chặt vào đáy loa hoặc các thành thùng. Con này mà có bát có thùng gỗ vào nữa thì thôi rồi, rung nhà luôn. Đấy em đang đánh trên chiếc âm ly 680k này. Âm ly 680k này. Con này chạy được cả điện 220 và có cả điện 12V. Đây. Con này điện 12V 5A. Ok chưa? Phang hết điện 12V chạy tất. À, với dòng điện 12V này các bác chỉ cần mua, ví dụ bác nào muốn chạy điện 12V thì bác có cái cấp tín hiệu của bộ mic ấy, mic không dây, sạc của nó đa số là 12V, 3A và 5A. Rồi chào các bác. 800k con súp súp này nhá bác nhá. 800k con súp này. Con này 800k. Đánh phê chưa? 800.000. Em đang nghĩ là những chiếc như này em sẽ đặt vào những con loa lớn của em vào bên trong, đặt vào bên trong thùng. Vít thẳng trong thùng luôn. 800k bác nhé, chào bác. Đam mê thì cứ nghịch thế này cho bác thích thôi. Nó cái gì là thế thôi, thì thích bác. Nên em thử. Nếu như bác là muốn cảm giác mạnh, bác sẽ đánh con âm ly 680k này. Hay hơn, nó khỏe hơn. Con 680k nó phang khỏe hơn. Bác nhé. Đấy. Bác lấy con 680 hoặc 690k cũng được. Còn con này nó chỉ có 380 thôi.